Trung Quốc huy động lục quân, hải quân, không quân tập trận quanh Đài Loan. Trung Quốc huy động lục quân, hải quân, không quân tập trận quanh Đài Loan, chỉ sau 3 ngày ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan. Ngày 23 tháng 5, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc thông báo tập trận kéo dài 2 ngày quanh đảo Đài Loan. Động thái này đến sau 3 ngày khi ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin. Cuộc tập trận bắt đầu vào lúc 7 giờ 45 phút ngày hôm nay, theo thông báo. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, ông Thi Nghị cho biết lực lượng lục quân, hải quân, không quân và tên lửa của Trung Quốc tham gia tập trận. Khu vực tập trận bao quát eo biển Đài Loan, phía Bắc, Nam và Đông đảo Đài Loan, cũng như các khu vực xung quanh các đảo Kim Môn, Mã Tổ, Ô Khâu và Đông Dẫn. Ông Thi cho biết cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc tuần tra chiến đấu trên biển và trên không để sẵn sàng chiến đấu, giành quyền kiểm soát chiến trường, tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng, tuần tra tàu chiến và máy bay gần hòn đảo Đài Loan để kiểm tra khả năng phối hợp chiến đấu và tác chiến trên thực địa của các lực lượng nói trên. Người phát ngôn này cho biết việc Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan là sự trừng phạt mạnh mẽ đối với các hành động ly khai của lực lượng Đài Loan độc lập và là lời cảnh báo nghiêm khắc trước sự can thiệp và khiêu khích của các thế lực bên ngoài. Trước đó, ngày 20 tháng 5, ngay sau khi ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan, Bắc Kinh đã chỉ trích sự kiện này. Người phát ngôn văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc của chính phủ Trung Quốc, ông Trần Bân Hoa nói rằng việc ông Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan gửi tín hiệu nguy hiểm về việc tìm kiếm độc lập của Đài Loan và đưa ra những hành động khiêu khích nhằm phá hoại hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan. Ông Trần nhấn mạnh Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và Bắc Kinh quyết tâm giải quyết vấn đề Đài Loan và thống nhất đất nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.